Xin kính chào quý vị và các bạn. Lotusat 1, vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam, đã hoàn thành công tác thiết kế, chế tạo, dự kiến có thể phóng lên vũ trụ vào đầu năm sau. Thông tin trên được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ tại họp báo chiều ngày 12 tháng 7 năm 2024. Chia sẻ thêm thông tin về Lotusat 1, Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, phía chính phủ Nhật Bản dự kiến vệ tinh có thể phóng vào khoảng tháng 2 năm 2025. Theo kế hoạch, sau 3 tháng thử nghiệm trên quỹ đạo, khoảng tháng 6 năm 2025, vệ tinh Lotusat 1 sẽ được bàn giao cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vận hành toàn bộ hệ thống trong 5 năm. Đây là vệ tinh quan sát trái đất, có khối lượng khoảng 570 kg, có khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ cảm biến radar khẩu độ tổng hợp xa. Dữ liệu ảnh của vệ tinh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn ảnh, cung cấp thông tin chính xác nhằm ứng phó, giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường. Do vệ tinh có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, nên phù hợp với quốc gia có điều kiện khí tượng nhiều mây và sương mù như Việt Nam. Vì vậy, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam kỳ vọng dữ liệu từ vệ tinh này có thể đóng góp nhiều cho Việt Nam. Trong dự án vệ tinh Lotusat 1, có hạng mục quan trọng là các thiết bị mặt đất, bao gồm trạm mặt đất, anten 9,3m, trung tâm vận hành điều khiển vệ tinh, HA, trung tâm ứng dụng dữ liệu vệ tinh. Các thiết bị này đã tiến hành lắp đặt tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hòa Lạc từ tháng 5 năm 2024. Dự kiến 9 năm 2024 sẽ bàn giao hệ thống này. Bên cạnh việc phát triển vệ tinh, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng triển khai các lớp học chuyển giao công nghệ xử lý ảnh vệ tinh radar nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt công nghệ, nhân lực cho các bộ ngành, đơn vị để khi vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, các dữ liệu thu được sẽ được khai thác hiệu quả. Dự án phát triển vệ tinh Lotusat 1 được triển khai từ năm 2021. Trước đó, năm 2019, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã thực hiện ký kết gói thầu vệ tinh Lotusat 1, thiết bị và đào tạo nhân lực thuộc dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Tiến sĩ Lê Xuân Huy cho biết, vệ tinh có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, nên rất phù hợp với quốc gia có điều kiện khí tượng nhiều mây và sương mù như Việt Nam. Vì vậy, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam kỳ vọng dữ liệu từ vệ tinh này có thể đóng góp nhiều cho Việt Nam. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới bởi sự nóng lên toàn cầu và sự biến đổi khí hậu. Các dịch vụ và công nghệ vũ trụ sẽ là chìa khóa để hiểu hơn quá trình biến đổi khí hậu và hỗ trợ toàn bộ chu trình giám sát phòng chống thiên tai. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa tác động của những thảm họa thiên nhiên do thiên tai và biến đổi khí hậu. Ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, công nghệ vũ trụ đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Mỗi quốc gia có cách tiếp cận công nghệ vũ trụ khác nhau. Việt Nam lựa chọn việc từng bước làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo vũ trụ thay vì mua ảnh vệ tinh của nước ngoài. Con đường này mất nhiều thời gian và công sức. Song, theo ông Tuấn, hướng tiếp cận này phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Khi mà công nghệ cao, thông tin, dữ liệu trở thành vũ khí cạnh tranh giữa các quốc gia. Quay trở lại vào thời gian trước, vào năm 2016, theo truyền thông Nhật Bản, Tokyo sẽ chế tạo và xuất khẩu sang Việt Nam vệ tinh radar có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Cương, Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam cho biết, kế hoạch hợp tác nói trên giữa Nhật Bản và Việt Nam đã có cách đây mấy năm. Theo đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết dự án hợp tác với Nhật Bản trị giá 54 tỷ yên, khoảng 600 triệu USD, sử dụng nguồn vốn ODA của nước này nhằm xây dựng trung tâm vũ trụ ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời, phía Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam để chế tạo hai vệ tinh radar Lotusat 1 và Lotusat 2. Trung tâm vệ tinh quốc gia được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Việt Nam đang sử dụng vệ tinh quang học VN-REDSAT-1
Tuy nhiên, loại vệ tinh này chỉ quan sát được trong điều kiện ban ngày, thời tiết tốt, không có mây mù. Trong khi đó, ở Việt Nam, quá nửa thời gian trong năm là mây mù che phủ. Từ trên vệ tinh nhìn xuống Biển Đông và đất liền chỉ thấy mây. Chính vì thế, với mục đích để quan sát tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, bão lụt, giám sát hàng hải trên Biển Đông, hiện tại vệ tinh quang học còn thiếu sót rất nhiều. Việc trang bị loại vệ tinh radar rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu quan sát của Việt Nam cả những lúc bị mây mù che phủ. Mặt khác, vệ tinh quang học không quan sát được vào ban đêm. Dĩ nhiên, nếu có dải hồng ngoại xa, tương ứng với dải nhiệt độ thường, thì có thể làm được việc này. Nhưng hiện tại, Việt Nam chưa trang bị. Vệ tinh radar Nhật Bản chế tạo cho Việt Nam sẽ thay đổi điều này khi sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Cũng nhờ công nghệ cao, nên vệ tinh radar chế tạo cho Việt Nam lần này chỉ có trọng lượng chừng 550 kg, nhẹ hơn nhiều so với loại vệ tinh radar thông thường phải nặng hơn nhiều. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Cương chỉ rõ. Cũng theo Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, trước Nhật Bản, đã có nhiều nước hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghệ vũ trụ, thông qua việc bán vệ tinh hay xây dựng các trạm thu tín hiệu vệ tinh tại Việt Nam như Mỹ, Pháp, Ấn Độ. Việc hợp tác này xuất phát từ hai phía. Việt Nam có nhu cầu và các nước có công nghệ. Ở đây chủ yếu là vấn đề kinh tế. Việt Nam ký hợp đồng với các nước thì họ bán được hàng và chúng ta có nhiều lựa chọn. Ai bán rẻ hơn và đáng tin cậy hơn thì mua. Thông qua hợp tác với các nước về công nghệ vũ trụ, Việt Nam học hỏi được nhiều, nhưng từ chỗ học hỏi đến chỗ làm được còn rất xa. Đối với việc hợp tác với Nhật Bản lần này, tôi được biết, bên cạnh việc nghiên cứu, chế tạo vệ tinh radar cho Việt Nam, Nhật Bản còn cho phép hàng chục kỹ sư của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia sang học tập lắp ráp, thử nghiệm vệ tinh, tiến tới khả năng làm chủ công nghệ. Đây là điều rất quý, bởi thông thường các nước chỉ bán sản phẩm cho Việt Nam, chứ không bán công nghệ. Giáo sư Cương cho biết, công nghệ vũ trụ Việt Nam đang ở mức nào? Để đánh giá công nghệ vũ trụ Việt Nam, theo Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Theo đó, nếu xét về năng lực phóng vệ tinh, hiện tại Việt Nam chưa có khả năng này. Năm 1956, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên, Sputnik 1, lên quỹ đạo. Để Việt Nam đạt được trình độ của Liên Xô vào năm 1956 cũng còn rất lâu. Nói cách khác, Việt Nam lạc hậu so với thế giới khoảng 50 đến 60 năm. Vì đến nay, Việt Nam vẫn chưa phóng được vệ tinh. Về công nghệ chế tạo vệ tinh, hiện trên thế giới không nhiều nước làm được. Ở Đông Nam Á, Malaysia, Hai Ngành, Singapore, 2011 và Indonesia, 2016 cũng đã chế tạo được vệ tinh. Việt Nam cũng như nhiều nước khác đã bắt đầu có vệ tinh thuộc sở hữu của mình. Việt Nam đã mua vệ tinh viễn thông Vinasat 1, Vinasat 2 của hãng Lockheed Martin Mỹ, mua vệ tinh quan sát trái đất VNRedSat 1 của Pháp và có cả cán bộ tham gia giám sát quá trình chế tạo, thử nghiệm. Mua vệ tinh VNRedSat B1 của Bỉ. Riêng với vệ tinh radar hợp tác với Nhật Bản lần này, mức độ hợp tác cao hơn cả. Nhật Bản cho phép kỹ sư Việt Nam tham gia vào quá trình chế tạo, hướng dẫn. Thậm chí một phần quan trọng của vệ tinh thứ hai sẽ được chế tạo và thử nghiệm ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Lưu ý rằng, chi phí chuyển giao công nghệ đắt hơn rất nhiều so với việc mua vệ tinh. Một điều rõ ràng rằng, Việt Nam đang muốn sử dụng công nghệ vệ tinh radar trong vai trò lưỡng dụng về cả mục đích dân sự và quân sự. Nói thật với anh em, mấy ông lớn về quân sự như Nga, Mỹ, Trung Quốc, tất thảy đều làm thế. Chứng minh rõ ràng nhất là trong cuộc chiến Nga và Ukraine. Trong các năm gần đây, xuất hiện xu hướng nhà nước thuê các công ty tư nhân để thực hiện một phần đáng kể các nhiệm vụ liên quan đến vũ trụ, do các công ty này có chuyên môn sâu và khả năng phát triển, thực thi các loại công nghệ vũ trụ hiệu quả hơn. Điều này dẫn tới việc gia tăng sử dụng các vệ tinh tư nhân cho các mục đích cả quân sự lẫn dân sự. Một vệ tinh có thể phục vụ đồng thời nhiều mục đích khác nhau. Ukraine hiện đang sử dụng các dịch vụ vệ tinh thương mại do công ty SpaceX có trụ sở ở Mỹ cung cấp. Starlink, một dịch vụ Internet dựa trên vệ tinh do SpaceX cung cấp, đã trở thành nguồn cung cấp thông tin trọng yếu cho quân đội Ukraine, giúp kết nối với các binh sĩ triển khai ở tiền tuyến, nơi các phương pháp liên lạc truyền thống không có sẵn.
Giới chức Ukraine đã ca ngợi hệ thống này, nêu các ví dụ mà Starlink có khả năng tái thiết lập các kết nối sau khi cơ sở hạ tầng của Ukraine bị các tên lửa hành trình phá hủy. Trong khi đó, Nga cáo buộc rằng các diễn biến ở Ukraine đã nhấn mạnh một xu hướng đặc biệt nguy hiểm, vượt ra ngoài việc triển khai hòa bình các công nghệ vũ trụ. Moscow thường nói rằng, nếu các vệ tinh thương mại của Mỹ được sử dụng để ủng hộ Ukraine, thì Nga có thể tấn công chúng. Điều này sẽ làm xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine leo thang lên một nấc mới, có thể ảnh hưởng đến các lợi ích của Mỹ một cách trực tiếp hơn. Thực tế, Tổng Giám đốc điều hành của SpaceX Elon Musk có đề cập rằng các vệ tinh Starlink đã đương đầu với các nỗ lực tác động từ phía Nga. Vì vậy, Việt Nam ta cũng như thế để đảm bảo rằng mục tiêu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống. Việt Nam tăng năng lực chống tiếp cận Biển Đông với UAV, vệ tinh. Việt Nam dần mua sắm thêm nhiều loại vũ khí để làm mới kho vũ khí phần lớn mua từ Nga, nhưng từ các nguồn khác cũng ngày càng nhiều. Kế hoạch của Việt Nam nhằm phát triển năng lực tình báo, giám sát và trinh sát đang được định hình, The Diplomat nhận định. Tuy nhiên, theo Diplomat, hiệu quả về mặt quân sự rõ ràng không chỉ phụ thuộc vào các loại vũ khí nóng, mà năng lực phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho vũ khí tạo nên các yếu tố quan trọng khác. Nhận thức được điều này, bên cạnh việc tiếp tục mua thêm vũ khí, Hà Nội đã tiến hành những bước đi ban đầu, nhưng quan trọng, trong việc thiết lập một mạng ISR toàn diện. Thông qua bối cảnh này, người ta có thể lý giải được tiềm năng quân sự to lớn của thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ nhằm thành lập một trạm theo dõi vệ tinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Và một báo cáo trước đó vào năm ngoái về thiết bị bay không người lái mới của Việt Nam sẽ tuần tra trên Biển Đông. Một kế hoạch tổng thể về ISR, UAV và các chương trình vệ tinh viễn thám của Việt Nam thường được quan tâm đầu tư vì ưu thế của chúng trong nông nghiệp, quản lý thiên tai và quản lý nghề cá. Thoạt nhìn, bước đi này phù hợp với các khuôn mẫu chung thường thấy ở Đông Nam Á như Indonesia và Singapore, là những nước có chương trình UAV đã và đang được triển khai tích cực. Với các vệ tinh quan sát trái đất, Singapore đã triển khai Teleos 1, hợp tác thiết kế bởi ST Electronics, Đại học Công nghệ Nanyang và các phòng nghiên cứu khoa học quốc phòng Defense Science Organization Laborisner vào tháng 12 năm 2015. Philippines cũng sẵn sàng triển khai vệ tinh quan sát trái đất siêu nhỏ Diwata 1. Thế nhưng, rõ ràng, công dụng của các vệ tinh vẫn có thể được sử dụng vào mục đích quốc phòng, vì chúng tạo ra hệ thống dữ liệu có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Như vệ tinh dân sự chẳng hạn, dù có thể không sở hữu năng lực tương đương như các biến thể quân sự, chúng vẫn có thể hoàn thành một số nhiệm vụ quân sự cường độ thấp trong thời bình và cả trong thời chiến. Một số vệ tinh sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng cho thấy hiệu suất và năng lực tương đương một vệ tinh quân sự. Ví dụ như vệ tinh Teleos 1 có độ phân giải toàn sắc ở mức 1 mét ở điểm thấp nhất, vì vậy rất hữu dụng về mặt quân sự. Ranh giới giữa ứng dụng quân sự và dân sự thường bị xóa mờ trong các dạng công nghệ lưỡng dụng như thế. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường hàng hải. Những năm gần đây, có dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang thực hiện chiến lược thiết lập năng lực, nhận thức biển, Maritime Domain Awareness tại Biển Đông. Đáng chú ý, vào tháng 2 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết họ sẽ dần hiện đại hóa các trạm quan sát khí tượng thủy văn và môi trường biển, cũng như xây dựng các trạm quan trắc mới tại những vùng biển quan trọng như một phần của một kế hoạch tổng thể nhằm thiết lập một hệ thống gồm tổng cộng 35 trạm quan sát tài nguyên và môi trường biển trước năm 2020. Theo Diplomat, mạng lưới tích hợp này, một phần quan trọng của một dự án gồm 3 giai đoạn được lên kế hoạch bởi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. ASI sẽ giúp cải thiện năng lực quản lý quốc gia đối với biển và các đảo thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Trong đó, mạng lưới này cũng được thiết kế với mục đích an ninh quốc phòng, tạo ra một nền tảng rõ ràng cho các nỗ lực phát triển năng lực ISR của Việt Nam. Do đó, Diplomat cho rằng rất có khả năng những cải thiện về năng lực ISR của Việt Nam phần nào nhằm đối phó với những diễn biến gần đây ở Biển Đông, nơi căng thẳng luôn tái diễn.
Hà Nội dường như đang cố gắng theo đuổi những động thái tương tự của Bắc Kinh, bao gồm toan tính tạo ra một hệ thống các vệ tinh giám sát biển ở Ba mới vào năm 2019, mà theo Lin Minh Sen, Phó Giám đốc Cục Ứng dụng Vệ tinh Hải dương Quốc gia Trung Quốc, là có một vai trò quan trọng trong việc củng cố và bảo vệ quyền lợi trên biển, giám sát và thực thi pháp luật trên biển, quản lý vùng nước gần bờ, cứu trợ và giảm thiểu thiên tai trên biển của Trung Quốc. Cũng không thể bỏ qua sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV do Trung Quốc tự mình phát triển. Ví dụ như chiếc UAV Ứng Long 1 có trần bay trung bình nhưng có độ ổn định cao, được cho là đã được sản xuất đại trà trong năm 2015. Trong cùng năm hậu bối của Ứng Long 1 là Ứng Long U2 đã được ra mắt. Với đường bờ biển dài 3.444 km, không tính các đảo, và vùng biển rộng lớn, bao gồm các khu vực có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam rõ ràng cần một chiến lược ESA toàn diện để tăng cường năng lực nhận thức biển, cũng như năng lực định vị mục tiêu trên biển, trong thời chiến cũng như thời bình. Không giống như việc mua sắm những vũ khí đắt tiền như máy bay chiến đấu phản lực Su-30 MK2 hay tàu ngầm lớp Kilo, những dự án bí mật liên quan đến ESA hiện nay tránh né được hầu hết sự chú ý từ dư luận, trong khi vẫn đang được âm thầm triển khai. Diplomat đánh giá. Theo Diplomat, năng lực ESA liên quan đến các hệ thống được đặt trên không gian, cấu thành một khía cạnh quan trọng trong nỗ lực cải thiện năng lực ESA của Việt Nam. Điều đó bắt đầu với chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam đến năm 2020, được thông qua vào tháng 6, 2016, với vốn đầu tư 2 tỷ USD. Chưa đầy một năm sau, Viện Công nghệ Vũ trụ STE đã được thành lập để đảm nhiệm việc nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ, dường như tập trung hơn vào các ứng dụng dân sự. Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam AST Nguyễn Đình Công cho biết, chiến lược giúp phát triển những vệ tinh quan sát trái đất nhỏ nội địa. Tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Chương trình Nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Nguyễn Khoa Sơn cho biết, nếu chúng tôi có vệ tinh riêng, chúng tôi có thể ứng phó nhanh chóng hơn với thiên tai và chủ động hơn trong các hoạt động quốc phòng an ninh. Ngoài ra, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam thành lập năm 2010 và có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về việc thực thi chiến lược vũ trụ đã được tăng cường nhân sự vào tháng 1 năm 2013, bao gồm đại diện từ các cơ quan chính phủ khác, đặc biệt là Bộ Quốc phòng. Theo xu hướng vốn điển hình cho một quốc gia mới nổi muốn sở hữu vệ tinh, Việt Nam trước tiên khởi đầu với các vệ tinh liên lạc, Communication Satellites. Sau vài trì hoãn, Việt Nam đã phóng vệ tinh Vinasat 1 vào tháng 4 năm 2008, sau đó là Vinasat 2 vào tháng 5 năm 2012. Người Việt Nam đã cho thấy họ học hỏi nhanh như thế nào. Lockheed Martin, nhà thầu cho cả hai vệ tinh Vinasat, ca ngợi năng lực của các kỹ sư Việt Nam trong việc làm chủ kỹ năng điều khiển các vệ tinh. Lockheed Martin trao quyền điều khiển Vinasat 2 cho chính quyền Việt Nam vào tháng 7 năm 2012, hai tháng sau khi vệ tinh được phóng đi. Việc chuyển giao rút ngắn chỉ còn phân nửa thời gian dành cho Vinasat 1, được giao lại cho Hà Nội vào tháng 8 năm 2008, chứng minh ở một mức độ nào đó khả năng chiếm lĩnh kỹ thuật của Việt Nam. Nhưng Việt Nam phải đối mặt với khó khăn lớn hơn nhiều khi tiến vào lĩnh vực viễn thám, Remote Sensing. Vào tháng 7 năm 2012, Việt Nam phóng vệ tinh quan sát trái đất nội địa đầu tiên, vệ tinh F1, thiết kế bởi Phòng Nghiên cứu Không gian F-Space của Đại học Công nghệ FPT. Nó có kích thước 10x10x10cm, chỉ nặng 1kg và có khả năng chụp ảnh có độ phân giải thấp 640x480. Vũ Trọng Thư, trưởng Phòng Nghiên cứu Không gian, nói rằng Việt Nam mong muốn làm chủ công nghệ không gian về nhiều mục đích khác nhau, bao gồm do thám trên Biển Đông, chứng minh vai trò ESR của F1. Theo Diplomat, Việt Nam đang dần từ bỏ sự phụ thuộc của mình vào dữ liệu viễn thám có nguồn gốc từ nước ngoài, vốn được bán với giá cắt cổ. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam, VNSC. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm 2015, ông Tuấn lý giải, hiện tại, để có một bức ảnh vệ tinh, Việt Nam phải đặt hàng trước và sẽ chỉ nhận được ảnh sau 2 ngày. Thực ra,
Trong vài trường hợp Việt Nam không thể có được hình ảnh mà chúng tôi cần kịp thời. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có được vệ tinh và một trung tâm vũ trụ riêng, mọi thứ có thể được xử lý trong vòng 6 đến 2 tiếng, bao gồm chụp ảnh và xử lý dữ liệu. Vì vậy, vệ tinh nhỏ thứ hai của Việt Nam, VNRedSat 1, có kích thước 600mm x 500mm và nặng 120kg, đã được đưa vào quỹ đạo vào tháng 5 năm 2013 và truyền tải thành công những hình ảnh đầu tiên trở về trái đất 2 ngày sau khi phóng. VNRedSat 1 được thiết kế bởi Astrium SAS, một công ty con của công ty phòng không và vũ trụ châu Âu EADS, và chi phí dự án trị giá 70 triệu USD do chính phủ Pháp và Việt Nam cung cấp. Khi công ty Astrium SAS trao quyền điều khiển VNRedSat 1 cho VAST 4 tháng sau đó, thời điểm đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gọi đó là một cột mốc lịch sử trong sự phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam, khẳng định sự làm chủ hoàn toàn công nghệ vệ tinh nhỏ và khả năng xử lý hình ảnh độc lập. Quan trọng nhất là, theo Chủ tịch Chương trình Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nguyễn Khoa Sơn, VNRedSat 1 giúp giảm thiểu sự phụ thuộc của Việt Nam vào hình ảnh từ nguồn nước ngoài. Theo Diplomat, chắc chắn rằng tầm quan trọng về quân sự của VNRedSat 1 không thể bị bỏ qua. Vào tháng 2 năm 2014, Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết VNRedSat 1 sẽ được dùng để giám sát vùng biển và các đảo của Việt Nam vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, cũng như an ninh quốc phòng, theo dự án giám sát biển và các đảo trọng yếu ngoài khơi bằng công nghệ viễn thám. Tại một hội nghị vào tháng 5 cùng năm, Phó Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cho biết VNRedSat 1 sẽ là một công cụ hiệu quả trong việc quản lý tài nguyên môi trường và bảo vệ chủ quyền đối với đất liền, biển, đảo và vùng trời của Việt Nam. Việt Nam rõ ràng cảm thấy phấn chấn hơn sau thành công của VNRedSat 1 và của Pico Dragon, vệ tinh có kích thước hầu như tương tự vệ tinh F1 và đã được phóng đi không lâu sau đó, truyền được tín hiệu đầu tiên đến trái đất. Trước năm 2016, theo ông Tuấn, Việt Nam dự định phóng vệ tinh Nano Dragon nặng 10kg, hoàn toàn do Việt Nam phát triển. Sau đó là vệ tinh Micro Dragon nặng 50kg vào năm 2018. Và sau đó nữa là vệ tinh Lotus AT2 nặng 500-600kg, có khả năng chụp ảnh radar có khẩu độ tổng hợp băng X với độ phân giải từ 1-16m trước năm 2020. Rõ ràng là Hà Nội đã chọn hướng tiếp cận tăng dần đều, đi từ vệ tinh nhỏ đến lớn hơn và có hiệu suất cao hơn. Căn cứ vào thực tế thì VNRedSat 1 mang một camera chụp ảnh có độ phân giải 2,5m, chắc chắn không đáp ứng được tiêu chuẩn độ phân giải cao 1m hoặc ít hơn, vốn là đặc điểm quan trọng của các vệ tinh quân sự. Điều này ngăn cản Việt Nam xác định và quan sát với độ chính xác cao các hoạt động diễn ra ở Biển Đông. Hạn chế của VNRedSat 1 và tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông là chất xúc tác cho những kế hoạch tiếp theo. Vào tháng 10 năm 2014, Hà Nội ký thỏa thuận với Bỉ phát triển vệ tinh VNRedSat 1B, dự kiến phóng lên quỹ đạo vào năm 2017. Tuy nhiên, dường như chương trình này đã gặp trục trặc. Diplomat đánh giá, thỏa thuận với Ấn Độ nhằm xây dựng một trạm theo dõi vệ tinh ở Việt Nam, cho phép Hà Nội truy cập vào dữ liệu từ cụm vệ tinh viễn thám dân sự và quân sự của Ấn Độ, phải đối mặt với lỗ hổng về năng lực viễn thám cho đến khi vệ tinh hiệu quả hơn Lotus AT2 đi vào hoạt động. Việt Nam có thể xem đây là một biện pháp thay thế tạm thời trong ngắn hạn để có được các dữ liệu quân sự hữu dụng và có độ chính xác cao hơn từ các vệ tinh của Ấn Độ, như vệ tinh chụp ảnh bằng radar RESAT-2. Cho dù các quan chức Ấn Độ luôn khẳng định rằng RESAT-2 chỉ được dùng để phòng chống thiên tai, vệ tinh này hoàn toàn có khả năng quan sát các vật thể với kích thước nhỏ, chỉ vào khoảng 10cm. Trong dài hạn, Hà Nội có thể đã cho rằng việc hợp tác với New Delhi tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu tối thượng của Việt Nam là giành được sự tự chủ về năng lực viễn thám vệ tinh.